Chào mừng các em đến với chương trình bài tập vật lý nâng cao cấp trung học cơ sở. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em nội dung của phần 1 chuyển động cơ học. Đầu tiên thì chúng ta sẽ tìm hiểu về cái nội dung của bài 1. Bài thứ nhất, hai người đi xe đạp cùng xuất phát từ A đến B với vận tốc lần lượt là 20 km/h và 25 km/h. Người thứ hai xuất phát sau người thứ nhất 30 phút và đến B cùng lúc với người thứ nhất. Tính quãng đường AB. Ta tiếp tục phân tích đề. Cùng xuất phát từ A đến B cũng có nghĩa là hai xe này đi cùng một lúc và cùng xuất phát ở cái mốc là A. Vận tốc của xe thứ nhất V1 thì bằng 20 km/h. Vận tốc của xe thứ hai là V2 bằng 25 km/h. Xe thứ hai đi sau xe thứ nhất 30 phút. Từ đây thì ta có T2 thì sẽ bằng T1 trừ cho 30 phút. Nhưng để phút thì mình khó tính toán, cho nên mình phải đổi về cái đơn vị chuẩn của nó là giờ. Vậy ta sẽ có T2 thì bằng T1 trừ cho 0,5 giờ. Xe thứ nhất, xe thứ hai đến B cùng lúc. Như vậy ta thấy rằng cái vận tốc giữa hai xe này khác nhau, nhưng nó đến cái điểm B thì cùng một lúc. Lý do là cái xe thứ hai nó đã chạy chậm hơn xe thứ nhất là 30 phút rồi. Từ đây ta có phương trình S2 trừ S1 bằng 0. Sau đây thầy sẽ hướng dẫn các em giải bài tập này. Thì thầy nhắc lại cái yêu cầu của đề bài là tính cái quãng đường AB. Rồi ở đây thầy chiếu lại cho các em để các em nhớ lại cái bước mới hồi nãy phân tích đề mà mình đã làm ở cái phần trước. Sau đây thầy sẽ hướng dẫn các em giải. Đầu tiên là gọi tên. Thì đây thầy nói đặt tên cho mình dễ hiểu, dễ nhớ vậy thôi. Đối với những cái biến nào mà mình muốn sử dụng trong bài mà không được đề cho thì mình phải gọi tên á. Gọi V1, V2 lần lượt là vận tốc của xe 1, xe 2, T1, T2 lần lượt là thời gian chuyển động của xe 1, xe 2. Sau đó chúng ta thiết lập cái phương trình. Thì hồi nãy mình mới vừa bám được một cái dữ kiện quan trọng, đó là hai xe đến cùng một lúc. Cho nên ta có V2 nhân T2 trừ cho V1 nhân T1 bằng 0. Lý do là do cái độ chênh lệch về cái quãng đường đi của hai xe này khi đến điểm B là bằng 0. Thay vì em ghi S1 hoặc là S2 có liên quan đến hai cái dữ kiện mới này mà mình muốn sử dụng thì em phải gọi. Như vậy làm cho cái bài làm của mình trở nên dài dòng hơn. Vậy để cho gọn hơn thì mình tự động thế vào quãng đường thì bằng vận tốc nhân với thời gian. Từ đó mình mới có được V2 nhân cho T2 trừ V1 nhân T1 bằng 0. Tiếp theo mình sẽ đi giải cái phương trình này. Để mà giải phương trình cho nó dễ dàng thì đầu tiên mình viết cái phương trình đó ra. Sau đó em bắt đầu thế số các cái dữ kiện mà đề cho hoặc là những cái mình đã suy ra được thì mình cũng thế vào phương trình luôn, làm cho cái bài làm của mình nó trở nên gọn gàng hơn, dễ kiểm tra hơn. Như vậy sau khi thế vào thì thầy được một cái phương trình khác là 25 nhân cho T1 trừ 0,5 trừ 20 nhân T1 bằng 0. Trở về phương trình bậc nhất một ẩn thì mình sẽ giải một cách rất là dễ dàng ở phần ở tiểu học mà mình đã được học rồi. Vậy sau khi em giải xong thì được T1 bằng 2,5 giờ. Muốn tìm được T2 bằng bao nhiêu thì mình phải thế vào cái mà mình đã biết, đã suy ra được là T2 thì bằng T1 trừ 0,5. Như vậy suy ra T2 thì bằng 2 giờ. Sau khi có được cái thời gian mà đề lại cho vận tốc thì mình sẽ tính ra được cái quãng đường AB là bao nhiêu.
ta sẽ đến bước kế tiếp là trả lời yêu cầu. Quãng đường AB là SAB thì bằng V1 nhân T1 hoặc là bằng V2 nhân T2. Rồi, ở đây thì thầy sử dụng là thời gian mà mình mới tính được T1 của chiếc xe thứ nhất bằng 20 là vận tốc của xe thứ nhất nhân cho 2,5 bằng 50 km. Như vậy quãng đường AB dài 50 km. Hoặc là em có thể sử dụng cái dữ kiện của chiếc xe thứ hai cũng được. Ở đây SAB thầy đặt như vậy bởi vì phía trên đó mình có một cái câu dẫn. Quãng đường AB là, như vậy người ta sẽ hiểu là SAB chính là cái quãng đường AB. Nội dung bài học của chúng ta đến đây là hết. Chúc các em nhiều sức khỏe và học tốt.